Alo. Alo anh à, lúc này anh gọi em mà em đang chạy đường á, không nghe được á. Mà giờ em mượn được bạn em, nó tăng ca đột xuất nhưng nó không ra được cổng, không lấy tiền anh ạ. Sao? Như kiểu nó hẹn cho em mượn tiền rồi mà giờ nó tăng ca đột xuất á, không ra được cổng á. Thì có gì anh thông cảm, mình khoảng tầm chiều mai á, em lấy tiền đây nó, em chạy lên thì em gọi anh được không? Chiều mai ha. Ừ. Rồi. Giờ có gì thì em đến đó em điện cho nha. Giờ em mượn 3 triệu mà nó lại tăng ca đột xuất không lấy được á. Ừ. Thì có gì anh thông cảm em nha. Rồi. À, có gì mai em đến đó. Sáng mai được không? Dạ, khoảng tầm chiều anh ơi. Giờ bởi vì sớm mai em đi làm mà chiều em ghé quá. Em làm về em chạy lên luôn á. Chiều hả? Dạ. Có gì anh giúp rồi, em nha. Rồi có gì nói chứ. Dạ. Alo. Alo, anh ơi, em lúc sáng bị lỗi không biết số xe á. Anh kêu em đưa anh 5 triệu á, mà lúc sáng em mới đưa cho anh được 2 triệu, anh giữ bằng lái xe em á. Giờ em xoay tiền này rồi, đi gặp anh đâu đi, cục lại bằng lái xe. Em đâu rồi? À, em ở dưới em Bình đâu? Dương. Em mới được tiền mà đang ở dưới Bình Dương anh. Hả? Em đang mượn được Alo. Tiền mà em mượn được tiền mà đang ở dưới Bình Dương á. Em xoay đủ 3 triệu ấy á. Giờ gặp anh đâu em để tới em chưa? Chạy lên á. Em À, tới em đang chưa? chạy lên á, em chuẩn bị chạy lên. Rồi, ra đi. Giờ gặp anh ở đâu để em đưa lại, đưa 3 triệu còn lại để... Alo, anh đang ở đâu để em chạy tới á, em đóng 3 triệu còn lại để em lấy bằng lái xe để... Tí nữa em chạy Em về luôn để đang mai chỗ làm á. sáng á. Chỗ anh bắt em hả? À? Bây giờ em chạy tới. Em ở đang ở đâu? Em đang chuẩn bị chạy lên nó luôn anh đọc địa chỉ em bật bản đồ á, rồi em chạy đến nó luôn anh. Em không có điện thoại theo hả? Em có đưa điện thoại theo đây á. Ờ, em ghé ngay chỗ sáng bắt em ở đâu rồi? Anh bắt em ở gần công viên Hoàng Văn Thủ á. Thì em ghé ngay chỗ Hoàng Thủ với Phạm Nhân Hai đi. Hoàng Văn Thủ gì anh? Ngay công viên Hoàng Thủ á. Dạ. Đây kinh đây đèn đỏ được không anh? Ngay cái chỗ không, bây giờ em ghé ngay chỗ vòng xoay đi, vòng xoay Cộng Hòa đi. Vòng xoay Cộng Hòa. Ừ. Dạ. Thế thì em chạy tới đó thì anh ra đó nha, mà anh có bớt em được tí nào không? Anh công nhân nghèo quá. Bởi vì làm 5 triệu không Đó phải là thông cảm nhỏ cho á. em nó mở 10. Không bớt được anh. Được Dạ. rồi, Dạ tiếp dạ. là anh chết. Dạ, vậy tí em chạy qua đó thì em điện anh nhá. Rồi.